Hello anh em, chiều giờ mình đi săn đúng một con bìm bịp nè cả nhà. Rồi anh này anh đạo diễn nè, anh nướng nè cả nhà ơi. Chiều giờ mình đi săn đúng có một con, một chim lúc rồi nó hết rồi, nó đi đâu hết trơn rồi. Giờ còn đúng có một con, một bắn được một con, ngày hai anh em về ngồi làm lóc cóc nha cả nhà. Anh này chứ nói nhậu là gặp mặt anh này là nó khoái lắm mà. Ừ, chế tạo đũa luôn ha, đũa gấp luôn ha, hay quá ha. Rồi nướng chim chảo chảo luôn rồi cả nhà. Không có gì mà ngon bằng là chiều bắn chim nướng mồi tại chỗ rồi cả nhà. Hiện tại là mình đang ở ngoài ruộng, đây đám ruộng mà ở đây. Ủa đó mày mua điện thoại này là ram mấy vậy? Ram 8. Ram 8 256 hả? 40 à, 256 à. Hay gì? Gì vậy? Không hỏi ram 8 hả? Gì? Thì hỏi về biết cái điện thoại. Mốt sắp cái điện thoại về quay cái video vlog rồi chơi. Ừ. Cái nhà cái hơi bìm bịp nó đang lấy than cả nhà, hiện tại giờ mình đang thui lông. Đó, hay đã chưa? Má quay y chang như mấy cái người mà đi nướng gà, nướng vịt ở ngoài chợ đó nhà, quay nướng. Nãy bắn dở quá. Còn kia ba về bắn hụt chất. Đó, cả nhà nhìn thấy đã chưa? Để mình zoom lại cho các bạn coi nha. Ngon. Trời ơi, nó chảy mỡ rồi kìa, con bìm bịp này nó mập cái ghê luôn á Hải ha. Chảy mỡ rồi, đã chưa cả nhà. Cái này mình có mấy cái trái cà tím á cả nhà, bự bự. Cà tím mà trái gọi là cà phô mát phải không mày? Phải không? Cái trái bự. Cái bắt đầu mình đem đây mình nướng ha. Cho cái mình quết mỡ hành, mình quết mỡ hành chứ mỡ hành như nước mắm mỡ hành ha, mình quết lên cái mình nướng, trời ơi nó đã, nói cái chảy nước miếng luôn. Không, cái nhà nhìn đã không, cái nhà bị bịp đã không, giờ nó đỏ hửng luôn rồi không cái nhà. Trời ơi nó nhiễu mỡ rồi cái nhà, nhìn đã không cái nhà, nó tươm rồi kìa. Kìa, nó xịt nước rồi kìa, xịt nước rồi kìa, thấy không cái nhà nhìn đã không? Ôi ôi, con bìm bịp nó nước mội, nó tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Nãy mình bắn con này tưởng đâu là con tu hú mà ai ngờ không phải. Giật chiều tối dần dạng đứng trên cây bình đạn cái nhà, mình đâu tưởng con tu hú, mình bắn cái mặt cây rớt xuống, bay để chụp ai ngờ bìm bịp. Đó. À, mà đang nướng ngoài đường ngoài đường ruộng để đi đang cái nhà đó, trời ơi, tuyệt vời. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Nóng quá vậy. Trời nóng nó mới ngon. Giờ cái này của mình có lon bia lắc xê đó ha cả nhà. Đúng bài luôn. Cái này mình bắt mấy con ốc bu nữa Hải ha. Đúng bài Hải. Nướng mày trời ơi, ốc bu đi lên này nướng trời ơi, hứa gì mà vô nói. Hết sảy luôn á. Thôi mình bị với chín nè cả nhà. Vì hiện tại mình đang cho nó tươm ba cái mỡ ra cho nó khô lại của mình bịp nó mới ngon. Trời ơi, nó đã nhìn có kìa. Oh my god. Thử chưa chứ chưa.
cả nhà. Than quá trời luôn. Này mà nướng cá lóc mà thôi, thứ gì mà chưa nói. Quắt một vài con ếch nữa, sỏ xim que vậy nè, nướng đã nhức răng luôn. Nữa một em đó. Đó, trời ơi trời, nó chốc cái lớp đen đen nó ra rồi đó, bụi than rồi đó cả nhà. Quá đã. Rồi bóc lẫm đi ông ơi, đi ông Hải. Bóc lẫm luôn đi. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. À, cả nhà thấy không, giờ kỳ ba cái da nó cháy khét các cả nhà đó. Quá đã, bịp bịp nó kêu nữa kìa, mà giờ tối quá mình túc máy nó không có là không có về nên không có bắn nữa đó. Bắt đầu gom than lại nha cả nhà. Xong chưa, xong chưa? Xong chưa, chín chưa? Rồi. Ôi mày sàn, có sàn lại dưới vậy. Đó, cả nhà nè, giờ kỳ hòm rồi đó. Thắp sáng niềm tin. Chỗ nó đã. Này vàng hồi làm muối, làm muối là muối muối phải không? Chứ mày nghĩ làm gì? Rồi hái mấy lá cách nữa. Trời ơi đúng bài luôn. Hồi kiếm bắp chuối nữa nha. Rồi lá cách kìa. Thì sao bây giờ mình đợi mình hái lá cách nha cả nhà. Nói mới nhớ thì là mình hái mấy hình hỏi lá cách. Năm sáu bảy đọt thôi. Đó. Lá cách. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Rồi, đây mình hái được 7 đọt lá cách. Vừa đủ. Bỏ lên xe. Đó. Chuột hả? Có chuột cả nhà. Thôi đi mẹ ơi, bắn làm chi nữa.